Ngày 7 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã cùng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tiếp tục khởi tố bắt tạm giam 29 đối tượng về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại hoặc làm cố ý làm hư hỏng tài sản. Lê Hoàng Cường, tức Cường Cô Bê, 39 tuổi, tạm trú ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cùng đồng bọn bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản với nhiều vụ án vụ việc có liên quan. Trong 29 đối tượng bị khởi tố có Thái Bớt, chính là đối tượng bị khởi tố bắt giam trong vụ bắn nhau tranh giành đất với nhóm của Võ Văn Lương, tức Lượng Cà Mau, cầm đầu băng nhóm Hai Lượng vào trưa 27 tháng 10 năm 2022 tại khu đất thuộc tổ 12 ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc. Trong vòng một tháng trở lại đây, Bộ Công an, Công an tỉnh Kiên Giang và Công an thành phố Phú Quốc đã bắt giữ 3 băng nhóm cộng cán ở Phú Quốc, gồm băng Cọp Bảy Bổn do Văn Thế Sự cầm đầu, băng Nông Trường do Nguyễn Phi Vũ tự Vũ Công cầm đầu và băng của Cường Cô Bê. Ngày 7 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng đều là các cựu cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức cùng về hành vi trộm cắp tài sản do liên quan đến vụ bắn dê của người dân. Trước đó vào trưa 26 tháng 6, ba cựu cán bộ công an đi xe ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung cũng đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ba cựu cán bộ công an. Ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giao phòng y tế phối hợp cơ quan công an và các đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh ăn uống có món nướng. Theo đó, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm như thực phẩm nguyên liệu đầu vào không rõ nguồn gốc, sổ sách ghi chép chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm không đúng quy định. Trước đó, qua kiểm tra hai cơ sở kinh doanh ăn uống và kho lạnh, Công an thành phố Đà Lạt phát hiện hơn 1 tấn vú heo, nậm heo, dồi trường heo không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2023 trên NDCB điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, song tới ngày 14 tháng 8 năm 2023, Nghị định mới có hiệu lực thi hành. Vì vậy, trong tháng 7 và tháng 8, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc chi trả theo mức hưởng của tháng 6. Còn việc chi trả theo mức hưởng mới và chi trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8 cho người hưởng sẽ được thực hiện tại kỳ chi trả của tháng 9 năm 2023. Theo Nghị định số 42, các mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 12,5% hoặc 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với từng loại đối tượng. Ngày 7 tháng 7, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết đến thời điểm đầu tháng 7 năm 2023, khu vực miền Bắc đã bước vào giai đoạn bắt đầu có mưa lũ. Mực nước của hầu hết các hồ thủy điện lớn đều đã đủ nước để phát điện. Trong thời gian tới, khu vực miền Bắc được dự báo sẽ bước vào giai đoạn lũ chính vụ. Lưu lượng nước về các hồ thủy điện dự kiến sẽ tăng cao hơn so với thời gian qua. Vì vậy, các nhà máy thủy điện miền Bắc cần phải được điều chỉnh huy động cao, vừa để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc, đồng thời hạ dần mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ, phòng lũ theo quy định. Bên cạnh đó, khu vực miền Nam cũng đã chuyển hẳn sang mùa mưa. Thời tiết không nắng nóng gay gắt kéo dài làm tiêu thụ điện ở miền Nam không còn tăng cao, đồng thời mực nước các hồ thủy điện ở miền Nam đã có nhiều cải thiện. Chiều 7 tháng 7, ông Võ Thiện Cang, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuy điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 được công bố sớm hơn dự kiến ban đầu 3 ngày, nhưng thời gian nộp hồ sơ nhập học đối với phụ huynh và học sinh không thay đổi. Như vậy, so với kế hoạch đã công bố trước đó, thời gian nộp hồ sơ nhập học lớp 10 vẫn là từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng có lưu ý, phụ huynh và học sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường trung học phổ thông đã trúng tuyển sau 16 giờ ngày 1 tháng 8, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.